Tin bão mới nhất, lý do bão số 8 mạnh hơn bão số 7. Theo tin báo từ phía Philippines, bão số 8 Kompasu đã tích hợp với tàn dư của áp thấp nhiệt đới Nando nên có cường độ mạnh hơn bão số 7 Lion Rock. Bão số 8 Kompasu hay Maring theo tên gọi của Philippines và gió tây nam tăng cường gây mưa ở nhiều vùng Philippines trong ngày 10 tháng 10. Bão số 8 Kompasu hoàn thành hợp nhất với tàn dư của áp thấp nhiệt đới Nando vào trưa ngày 10 tháng 10 và di chuyển theo hướng tây bắc trên biển Đông. Cơ quan Quản lý Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines, Pakasa cho biết, vào hồi 12 giờ ngày 10 tháng 10, bão Kompasu cách thành phố Tuguegarao, Cagayan, 730 km về phía đông. Cơn bão nhiệt đới đã tăng tốc, di chuyển với tốc độ 30 cây số 1 giờ so với 10 cây số 1 giờ trước đó. Bão số 8 vẫn duy trì cường độ với sức gió mạnh nhất 85 km/h, giật tới 105 km/h. Pakasa cho biết Bão Compassu có thể tiếp tục mạnh thêm trong 24 giờ tới. Danh sách các khu vực được đặt trong cảnh báo số 1 đã được mở rộng lên thành 17 khu vực kể từ 11 giờ ngày 10 tháng 10. Dự báo các khu vực ven biển và vùng núi đôi khi vẫn có thể có gió giật mạnh do trường gió mở rộng của bão Compassu và sự tăng cường dần dần của gió tây nam và gió mùa đông bắc. Cảnh báo gió giật vẫn có hiệu lực đối với các vùng biển phía đông của Philippines do ảnh hưởng của bão số 8 và gió mùa đông bắc, biển động mạnh sóng cao từ 2,8 đến 4,5 mét. Pakistan khuyến cáo các tàu đánh cá và tàu cá nhỏ không nên ra khơi, trong khi các tàu lớn hơn phải đề phòng sóng lớn. Trong các vùng biển còn lại của Luzon và Visayas và ở vùng biển phía bắc của Mindanao, biển động từ nhẹ đến trung bình. Bão số 8 dự kiến sẽ di chuyển về phía tây tây bắc tới cực bắc Luzon, sau đó về phía tây qua eo biển Luzon. Nó có thể đi tới gần hoặc qua đảo Babuyan trong khoảng thời gian từ tối ngày 11 tháng 10 đến sáng ngày 12 tháng 10. Tuy nhiên bão vẫn có khả năng đổ bộ và đất liền lưu dông. Cuối cùng, bão Kompasu sẽ rời khu vực trách nhiệm dự báo của Philippines vào ngày 12 tháng 10. Trước khi bị bão số 8 hợp nhất, áp thấp nhiệt đới Nando đã suy yếu thành một vùng áp thấp và tàn dư áp thấp vào tối ngày 9 tháng 10. Nando không ảnh hưởng tới thời tiết Philippines vì nó ở trên biển xa đất liền. Đến 13 giờ ngày 11 tháng 10, vị trí tâm bão số 8 Kompasu ở khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc, 123,5 độ Kinh Đông, cách đảo Lưu Sông khoảng 160 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 cấp 10, tức 75 đến 100 km một giờ, giật cấp 12. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 8 di chuyển nhanh theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, tiếp tục mạnh thêm và đi vào biển đông.